rõ ràng hết sức là suy yếu, trưởng cung uy tại hắn lưng xuống, đi vào chúng thần trước mặt. Lúc này vị này quang minh thần vương sắc mặt, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ở trong ánh mắt lại tràn đầy cảm khái. Trận đấu này chúng ta không tính thắng. Hắn nói không hiểu thấu ra một câu, làm cho chúng thần biểu lộ ra cũng không khỏi trở lên trên cổ quái. Không tính thắng, cái này gọi là gì huyết hóa pháp? Thiên đế thiên ngân thở dài một tiếng, là đường tam giúp chúng ta trở về. Lúc ấy mọi người chúng ta đều không nhúc nhích được, chỉ có một mình hắn năng động. Ta cùng với trưởng cung đại ca bởi vì có thương tích, muốn tự hành thoát ly xa đều làm không được rồi. Năng lượng phong bạo quá mức là cường hoàn, nếu như không phải hải thần giúp chúng ta rất có thể sẽ thật sự tại đâu đó vỡ vụn. Lời vừa nói ra, các nữ quyền tầm lập tức mặt mày biến sắc, có thể làm cho thần vương đều nói ra như vậy, có thể thấy được cái kia và chạm hạch tâm chỗ bạo tạc lực lượng có kinh khủng bực nào rồi. Vốn là tất cả mọi người còn cho rằng ai trước đi xa, tự biểu đại biểu cho cái kia một phương muốn thua, có thể nghe xong thiên ngân lời nói, còn không có xuất hiện ra cuồng thần tiên đế, tử thần gia quyến nhóm ở trong lộ tâm càng là khẩn trương. Đúng vào lúc này, đấu la thần giới ở song phương lúc này lại là hào quang lóe lên, đấu la thần giới lại có thần vương đi xa, phải biết rằng hiện tại cổ thần di tích bên trong, còn lại đấu la thần giới thần vương cũng chỉ có hai vị này mà thôi. Một cái là hải thần đường tam, cái khác chính là băng hỏa ma chủ dùng niệm băng, nếu như trở ra một cái, vậy thì ý nghĩa toàn bộ chiến trường bên trên bọn hắn chỉ còn lại có một người mà thôi. Trọn vẹn đã chờ đợi nửa ngày, nhìn về phía bên trên thập phần chật vật, thậm chí y phục trên người đều không thể duy trì viên vẹn ra băng hỏa ma chủ đi xa. Bên cạnh hắn, bảy chuôi đao phay cũng sớm đã không thấy rồi, cả người đều lộ ra đầy bụi trần, tình huống so với trường cung uy cũng không khá hơn bao nhiêu. Dung niệm băng đi vào trong chúng thần trước mắt, chứng kiến đồng dạng chật vật trường cung uy lúc trước không khỏi cười khổ. Người cái kia chư thần cái gì thần thuật thật sự là phiền toái. Trường cung uy lúc này thở dài một tiếng, nhưng mà còn không phải liền bất quá người. Dung niệm băng lúc này nhún vai, đó là bởi vì người phía trước bị thương quá nghiêm trọng. Nếu như chỉ là chúng ta hai cái lời nói, bởi vì thần khí phương diện không bằng người, ta không thắng được. Có điều bây giờ nói những cái này cũng không có ý nghĩa gì, các người thắng. Hắn nói ra các người thắng bốn chữ này thời điểm, trang diện lần nữa lâm vào trong yên tĩnh bên trong. Không thể nghi ngờ, trận đấu này chúng thần cuộc chiến có vượt qua tất cả mọi người dự phán bên trong kịch liệt. Song phương nhiều lần va chạm, đấu trí đấu dũng, đến cuối cùng thời khắc va chạm mạnh. Nếu như chỉ là người ngoài cuộc lời nói, tiểu đội sẽ cảm thấy đặc sắc lộ ra. Thậm chí đây đã là cùng với chúng thần từ trước tới nay đã từng gặp qua đặc sắc nhất kịch liệt một hồi so đấu. Thế nhưng mà trận này chúng thần cuộc chiến là ý nghĩa rằng ai đem trở thành cuối cùng dẫn đầu người, tự nhiên cũng chính là tương lai dung hợp sau thần giới thủ lĩnh, chủ điều khiển người. Đây là song phương đều không muốn buông tha, cũng là bọn hắn chỗ tranh đoạt lời mấu chốt. Lúc này dung liệp bằng một câu các người thắng, không thể nghi ngờ là tuyên bố trận đấu này thắng bại đã quyết định. Đối với song phương mà nói, cái này ý nghĩa rất tốt. Lục đại thần giới một bên, tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Mặc dù trận đấu này đã vượt xa khỏi bọn hắn ở trong mong muốn săn nan, nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn thắng. Thế nhưng mà chỉ có làm người trong cuộc, quang minh thần vương trường cung uy, thiên đế thiên ngân biểu lộ ra cũng không có thay đổi được sung sướng. Trường cung uy than nhẹ một tiếng, chúng ta không tính thắng tại lúc kia, hẳn là có cơ hội công kích chúng ta. Nếu như hắn không phải lựa chọn cứu viện chúng ta cùng với thiên ngân, đem chúng ta tống xuất chiến trường, hắn ít nhất có thể đánh bại tan hai người chúng ta rồi. Thời gian vậy là đủ, tới lúc đó chúng ta có thể lưu ở tại thần giới, cũng chỉ có một người mà thôi. Một chiến một các người cơ hồ là có thể hay không so với chúng ta tiểu hơn đấy. Thiên ngân đồng dạng thở dài một tiếng, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng ta phải nói cho đúng, chính là luận cá nhân năng lực, hải thần rất lợi hại. Nghe bọn hắn giảng thuật ở bên trong, người đã nghe ra đi một ít hương vị. Đúng vậy, ở cái này trường thế kỷ va chạm mạnh ở phía dưới, song phương đều lâm vào phiền toái cực lớn bên trong. Thất diệu chỉ thức tình của mấy chư thần vịnh ngâm va chạm sỗ sinh ra bạo tạc lực lượng thật sự là quá cường đại. Cường đại đến cho dù là thần vương nhóm cũng đã có chính thức vẫn là khả năng. Tại lúc kia, đã tiêu hào quá độ cũng bị thương trầm trọng thần vương nhóm, đã rất khó thủ hộ ra ở chính mình. Mà khi lúc đó lục đại thần giới bên này, trường cung uy chính đang thi triển ra thần thuật, căn bản không cách nào di động. Mà mặt khác bốn đại thần vương đều bị thất diệu chỉ thức tỉnh định trụ rồi, đồng dạng không nhúc nhích, chỉ có thể là bị động phòng ngự. Chúng đồng rất sâu, thiên đế thiên ngân cái thứ nhất muốn gánh không được, hắn lúc ấy thậm chí đã cảm nhận được vẫn lạc nguy cơ.
Mà vừa mới lúc này là Hải Thần Đường Tam đỉnh lấy cường đại bao tạc lực lượng sư ba vọt tới bên cạnh hắn, vì hắn tạm thời ngăn cản được ngoại giới bao tạc lực lượng cho hắn chuyển tống đi xa cơ hội. Sau đó là Chu Duy Thanh lại về sau giống như là trường cung uy cùng với Dung Niệm Băng. Dung Niệm Băng coi như là tự chủ truyền tống đi xa, nhưng mà Chu Duy Thánh Thiên Ngân cùng với trước người giống như đã bị trọng thương trường cung uy. Nếu như không có Đường Tam vì bọn họ tạm thời ngăn cản được kinh khủng kia bạo tạc lực lượng, bọn hắn đều có triệt để vẫn là khả năng. Mà ở trong vì bọn họ ngăn cản bạo tạc lực lượng ở trong cái thời gian này, Đường Tam chỉ là có thời gian đánh tan hai gã thần vương. Thậm chí nếu như hắn không thể nào đổi ý đối phương thần vương lời nói, nương tựa theo lúc ấy hắn còn có thể hoạt động năng lực đem lục đại thần giới bên này triệt để đánh tan cũng không phải làm không được. Thậm chí có thể đem lục đại thần giới bên này, năm vị thần vương vĩnh viễn đều ở tại cổ thần di tích trên chiến trường cũng có khả năng. Nhưng mà điều kiện tiên quyết chính là Dung Niệm Băng của bố chủ Duy Thành rất có thể muốn hy sinh một người trong một trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí không có làm sao phán đoán cơ hội. Đường Tam lựa chọn lại làm cho trường cung uy của bố Thiên Ngân không thể nào không kính nể. Cho dù thân làm đối thủ, bọn hắn lúc này đối với vị này hải thần cũng đã vui lòng phục tùng. Nếu như lục đại thần giới ở trong năm vị thần vương toàn bộ diệt đi, chỉ còn lại một cái cầm đế xếp âm trúc, như vậy Đấu La thần giới thậm chí có trực tiếp chiếm đoạt được lục đại thần giới khả năng, mặc dù cái kia sẽ lại để cho bọn hắn trình thẻ thoát ly ra khỏi lỗ đen tỷ lệ biến nhỏ rất nhiều. Nhưng không thể nghi ngờ Đấu La thần giới sẽ trở thành là một cắt chủ đạo, Đường Tam cũng dĩ nhiên là sẽ trở thành vị cao nhất thần vương. Thế nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, hắn lựa chọn là bảo toàn song phương cách làm, mà loại làm này duy nhất có chỗ thiếu hụt tự như cổ thần di tích, các loại màu sắc rực rỡ vầng sáng làm cho hóa thành một mảnh dài hẹp quang mang hướng xa xa tán rơi. Đấu La thần giới ở trong đại bản doanh, sở hữu pháp trận đường vân cũng đã biến mất, mà ngay cả cái này tòa truyền thần tháp cũng có vượt qua 1/3 tồn tại. Đường Tam lúc này giống như tựa tại đây, tỏa truyền thần tháp này bên trên, từng ngụm thở hổn hển, mãnh liệt suy yếu cảm giác xâm nhập vào trong toàn thân, làm cho cả người từng ngụm thở hổn hển, mãnh liệt suy yếu cảm giác lúc này. Vừa rồi trận đấu này có một chỗ lớn thật sự là quá mức phát huy ra vô cùng tinh tế, ba tạc uy lực thậm chí vượt ra khỏi phán đoán của hắn, cho nên hắn mắt thấy Thiên Ngân, Trường Cung Huy cũng trò chủ Duy Thánh thậm chí vô lực truyền tống lúc rời đi, không khỏi chấn động, căn bản không có quá nhiều cân nhắc, lập tức giống như tự giúp bọn hắn thoát ly ra chiến trường. Sau đó Dung Niệm Băng chính mình cũng gánh vác không được rồi, chủ động rời khỏi. Nhưng mà Đường Tam lúc này ở trong lòng thập phần là trầm trọng. Quang Minh thần vương của mấy thiên đế xác thực là đã thoát ly ra chiến trường, thế nhưng mà tiên đế Hải Long, quần thần Lôi Tương cùng với tử thần A Ngốc đều nương tựa theo bọn hắn cường đại thần lực của mấy siêu thần khí, đúng là vẫn còn trận ra trận này lổ lớn. Bọn hắn đều bị oanh kích ra chẳng biết đi đâu rồi. Nhưng mà Đường Tam duy nhất có thể dùng khẳng định đúng là ba vị này đều khẳng định còn có năng lực chiến đấu. Đường Tam Tu La Kiếm đã không ở trong tay rồi, cho dù là siêu thần khí cũng có nó có khả năng thừa nhận cực hạn. Ngay tại vừa rồi, hắn đúng là nương tựa theo Tu La Kiếm uy lực mới miễn cưỡng đánh cho chúng người triển khai áp bách, lại để cho bạn hắn có cơ hội truyền tống rời đi. Hắn cứu người cuối cùng thời điểm, Tu La Kiếm thần lực đã tiêu hao hầu như không còn, nhất định là phải khôi phục lại căn cơ, cần phải săn sóc rồi, nếu không cái này siêu thần khí liền đem triệt để tổn hại. Cho nên hiện tại Hải Thần chỉ có thể là ra tay không tức sát ra Hải Thần, mà hắn đem cái kia đối diện với sẽ là ba vị thần vương, hơn nữa là ba vị thực lực đối phương mạnh nhất thần vương. Nghĩ tới đây, Đường Tam khóe miệng không khỏi run rẩy thoáng một phát, nhìn không được thở ra một tiếng, thì thào tự nhủ, không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là thua cho mình. Dùng phán đoán của hắn lực lượng làm sao có thể phán đoán không xuất ra được tại lúc ấy giữa lại tình huống đó như thế nào mới có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng đây. Mặc dù cái kia ba vị thần vương bị tạc đã bay, nhưng mà phương hướng hẳn là vẫn là xem rất rõ ràng, hắn có nguyên vẹn thời gian làm rất nhiều chuyện. Hắn sở hữu chiến thuật đều không có sai, thậm chí đều gần như tại trong hoàn mỹ thực hiện, xuất hiện ra tại lần vấn đề. Một cái là bởi vì cơ động của mới liệt diễm bản thân dẫn động công kích quá mức cường đại, tiêu hao quá nhiều, mà cái khác như trước lại thuộc về hắn vấn đề của chính mình. Cái này là nằm nát người tốt chỗ hỏng, Đường Tam không khỏi tại trong lòng tự diễu. Thế nhưng mà nếu như thật sự một lần nữa cho hắn lựa chọn một lần cơ hội, hắn chỉ sợ hay là hội như vậy lựa chọn, hắn tin tưởng mình nhất định là như vậy.
thật sự phải thua sao? Cho dù là có siêu thần khí nơi tay, hắn muốn chiến thắng cái kia ba vị thần vương lại nói dễ vậy sao? Huống chi hiện tại liên tu la kiếm cũng không có, hắn tiêu hao cũng đồng dạng không nhỏ. Tại vừa rồi trận kia đại ở trong lúc lổ tung, song phương sở hữu thần giới trung khu chi lực cơ hồ đều bị tiêu hao không còn. Có thể nói sở hữu mục đích đều đạt đến, thế nhưng mà hắn hay là muốn thua. Tự diễu cười cười, tại thời khắc này tâm tình của hắn đã hạ xuống đáy cốc.